Mẹ chồng đối xử với Lâm Vĩ Dạ ra sao mà được nói cưng như con ruột, là một người nghệ sĩ bận rộn với công việc nghệ thuật. Song Lâm Vĩ Dạ vẫn hoàn thành tốt vai trò người vợ, người mẹ và là một người con dâu hiếu thảo. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn được đánh giá là nhạy cảm, song không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng vào mối quan hệ của Lâm Vĩ Dạ và mẹ chồng, nhiều người cũng phải ghen tị để có được tình yêu thương như vậy từ mẹ chồng. Lâm Vĩ Dạ cũng cần cố gắng toàn tâm toàn ý, được mẹ cảm thông, thấu hiểu. Tình cảm là điều xuất phát từ hai phía mới có thể êm ấm, vững chắc. Sau khi kết hôn cùng Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ có cuộc sống rất hạnh phúc. Không chỉ được ông xã cưng chiều, nữ diễn viên còn may mắn khi có mẹ chồng đầy tâm lý, hết mực yêu thương. Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu của Lâm Vĩ Dạ vô cùng thân thiết. Hôm nay ngày 23 tháng 5 cũng chính là sinh nhật của mẹ chồng Lâm Vĩ Dạ. Ngay từ lúc 0 giờ, nữ diễn viên đã gửi lời chúc ngọt ngào đến mẹ. Cô rất hạnh phúc khi được mẹ chồng xem như con gái ruột trong gia đình. Bà xã Hứa Minh Đạt viết: "Thương gửi mẹ của con luôn hạnh phúc khi được làm con dâu của mẹ. Được gia đình chồng yêu thương con như ruột thịt, con thật tâm trân quý và muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho mẹ, nhất là vào một ngày đặc biệt như hôm nay. Nhân ngày sinh thần của mẹ, con chúc mẹ luôn vui vẻ, trẻ, khỏe, cười tươi mỗi ngày, chứ không chỉ hôm nay mẹ nhé, người phụ nữ tuyệt vời của đại gia đình ta." Nữ diễn viên ngọt ngào gửi lời sinh nhật đến mẹ chồng. Lâm Vĩ Dạ cũng thường xuyên chụp ảnh vui vẻ cùng mẹ chồng. Cả gia đình Hứa Minh Đạt luôn dành thời gian quay quần bên mẹ. Trước đây, Lâm Vĩ Dạ cũng nhiều lần tự hào về người mẹ chồng đầy tâm lý của mình. Trong một lần vợ chồng nữ diễn viên bận đi quay xa nhà, mẹ ruột Hứa Minh Đạt đã sang nhà nấu ăn và giúp chăm sóc cho các cháu. Lâm Vĩ Dạ vui vẻ tâm sự trên Facebook: "Đi làm xa, xem camera thấy bà nội qua nấu cơm cho cháu nội mà thương đứt ruột. Ở với nội là sướng như tiên, thật là không gì hạnh phúc hơn có mẹ. Các con hứa sẽ luôn cố gắng để ba mẹ không buồn lòng và mãi là niềm tự hào của ba mẹ. Cảm ơn những hy sinh, những tình cảm mà nội đã dành cho con cháu, mẹ tuyệt vời nhất." Ngoài ra, nữ diễn viên không may mất mẹ từ rất sớm, cô thiếu tình thương của phụ huynh. Chính lẽ đó, Lâm Vĩ Dạ rất hạnh phúc khi được mẹ chồng bù đắp tình cảm, săn sóc con dâu từ khi cô kết hôn với Hứa Minh Đạt. Hứa Minh Đạt cũng từng tiết lộ rằng ở thời điểm Lâm Vĩ Dạ mang thai, mẹ của anh đã đến nấu ăn và chăm lo cho con dâu. Nam diễn viên bộc bạch trong một chương trình: "Hồi Dạ có bầu, nuôi con nhỏ, một mình mẹ tôi đi chợ nấu cơm, chăm con dâu, chăm cháu. Dạ ngày xưa ở nhà cũng là tiểu thư công chúa, được cưng chiều, nên khi về nhà tôi, mẹ không bắt xuống bếp làm gì hết." Có thể thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu của Lâm Vĩ Dạ rất thân thiết, gần gũi nhau. Điều đó giúp Hứa Minh Đạt thoải mái hơn, không rơi vào trường hợp khó xử vì mâu thuẫn giữa mẹ và vợ.